khí này nè. Lên đây lẹ lẹ. Ôi nó vô nhà, nó xông vô nhà rồi. Nó thoát ra đây rồi. Ôi sao mình bay vậy ta? Đứng lên, đứng lên. Trời ơi, cái vô này ngủ êm ghê luôn á. Xin chào các bạn nha. Mình là Nấp đây. Thì trước khi video này bắt đầu thì các bạn đừng quên để lại cho Nấp một nút like nha, một nút đăng ký và một nút chia sẻ nha. Trời ơi, đừng quên là nhớ hashtag 600k sub và hashtag Nấp 2019 nha. Ok thì các bạn ơi, hôm nay á mình mới gọi là mua thêm những cái thiết bị mới để chuẩn bị gọi là chống lại mấy con gọi là xâm lăng ở đây nè, các bạn biết không? Đó, đây nè, đây là bây giờ đây, để mình mở cửa. Hết cỡ không khí trong lành. Trời ơi, nhảy qua đây cái coi. Trời ơi, út cái trời mưa rồi. Ôi no. Từ từ để cởi mũ ra cái mũ che mắt không thấy đường. Trời ơi, thấy đường rồi. Ủa? Sao nó lẹ vậy? Hôm bữa nhớ nó đâu có giống gì đâu ta. Nhà cải tiến có thiết bị chống mới, có thiết bị chống trộm mới. Ra đây. Thiết bị chống trộm gì? Đâu? Đứng đây. Trời ơi. Ui nóng quá. Không có nóng. Nhà. Nóng nè. Đây nè. Ở đây không có gì hết rồi. Ở đây có con gà. Con gà, cái con gà li. Bắn.
chiến lợi phẩm. Đây đây, bắn đi. Wow. Ôi hay quá. Ôi còn nào, ôi con heo cái gì. Bắn rớt cái chân luôn. Rớt chân luôn. Để dùng súng nhắm, súng nhắm bắn con này nè. Con heo đây nè. Bắn đi. Từ gà đạn cái đã. Đây con heo đây nè, đứng cạnh nè. Đây nè, thấy heo không? Bắn, đúng rồi, bắn đi. Bắn heo nè. Ồ, nhưng mà súng thì chưa có đạn. Ủa sao chưa có đạn kìa. Đâu? K98 gì không có đạn. Ủa cái súng này trong bóp gì nè. Đúng rồi, nó buồn. Để kiểm tra đạn coi. Ủa được chứ. Được rồi, từ, bây giờ nè, đội cái mũ lên nè, khỏi cái đường bắn cho nó trúng. Bắn heo nè. Ôi no, cái gì nó rơi, không. Giờ anh đội cái mũ lên, không thấy đường, bắn lộn. No. Bắn lộn, không thấy đường, mũ lên. Nè, không có thấy đường nè. Đâu, núp đây hả? Ờ, rồi, xin lỗi, đội mũ vô chắn mấy đường vậy đó nè. Lại. Trời ơi, trời nó đợi vừa nè. Bắn đi. Đây, bắn con gì? Bắn con heo đúng không? Đây, đen heo này nè, đó. Ờ, đứng xích gà học. Từ. Nhắm kỹ. Rồi, để nó thử cây gọi là cây gì? Cây shotgun nè. Đây, nhắm nè. Đây, con heo đúng không? Đâu. Đây, chắn xe nè. Ôi, một cách chết hai con luôn. Wow. Mạnh quá. Mày. Để dành đạn. Còn cái này cây gì đây? Cái này AK này, cây AK trong bóp kia nè. Nhìn. Đâu, bóp kia đâu? Nhìn đây nha. Chưa gài đạn. À, đợi tí. Đây, gài đạn ơi. Ủa, sao có đạn ta? Đạn dở mày. Ok, cái băng đạn hết đạn rồi, thay băng đạn hết. Bắn. Ủa, sao hết băng đạn luôn rồi? Ủa, còn băng đạn nào ta? Ủa, hình như là có sự lỡ đây. Thôi chạy, quăng cây này luôn đi. Không cần cây này. Quăng cây xuống luôn đi. Khỏi cần cây. Chúng hết đạn rồi. Ây, dạ. Bây giờ tiết kiệm đạn. Giờ là mình làm gì ta? Mình làm gì trong lúc chờ đợi tới tối ta? Đi ngủ. Ngủ cái là quái vật xuất hiện luôn rồi. Xong mình bắn quái vật rồi đúng không? Đúng rồi, à quên. Trước khi đi ngủ phải bật cái kia lên, không thôi quá giật vô lúc nào không biết luôn. Đúng. Mình phải bật lên chứ không là bảo vệ nhà của anh em mình lại, chứ không là nó quái vật nó vô nó bắt đầu anh em mình luôn á. Bắt đầu là chết luôn á. Đi ngủ. Chưa bật. Bật rồi. Ok. Thôi, anh sợ. Không chơi ngủ chung đâu, ngủ chung bên đè. Hai ngủ. 2000 years later. Ngủ giấc dậy, nghe ban công hít thở coi. Thì bắn như súng khác. Ai da. Súng giật quá. Ê, nó bắn. Trời, nó còn xíu máu à. Bắn giúp em chết luôn rồi, mấy con này ghê quá à. Giờ sao? Ủa mấy con này cái tiếng gì nó kêu hoài ta.
nó bị bắn dính bẫy đó, nó dính bẫy dưới á. Thôi bây giờ mình dụ nó vô. Còn mình, dụ nó vô đi. Mình dùng đạn để bắn mấy con ấy thôi, mình dùng đạn để bắn mấy con bự thôi. Mày vô đi. Thôi. Mày con vô. Rồng quỷ lửa vậy nè. Để anh. Anh đang bắn con rồng quỷ lửa nè. Ghê vậy. Ủa nó mất có xíu máu à. Ồ, vậy là không được rồi nó nấp ơi. Không được rồi. Thôi lên đây. Ôi. Anh có một cái vũ khí này nè. Lên đây lẹ. Rồi, nó vô nhà. Nó xông vô nhà rồi. Nó thoát ra rồi. Giờ bắn mấy con nhỏ đi. Ê, xong rồi còn mấy con nhỏ nè. Đâu rồi? Ê, nó quay lại kìa, nó mới. Nó quay lại rồi, Mày quay lại. Chết rồi, không trúng giờ sao? Dính rồi. Nhưng mà nó đi đâu rồi, không thấy đường. Hết thấy rồi, sao bắn? Bây giờ phải bắn mấy con nhỏ này nè. Chứ thôi nó không chịu.
bóng nước mà. Cá luôn. Ok, ok. Ok, vô. Ok. Ok, con này chưa chết luôn chứ. Mày, à, con kia mày, đâu rồi? Mày. Ui. Con kia nó mày đi đâu rồi? Giờ anh nghĩ là mình phải đi, mình phải đang ngồi kia mình giết cái con bự á. Ờ, vậy giờ mình chạy thục mạng nè, chuẩn bị chạy chưa? Ok, chuẩn bị. Từ từ, đợi anh tới. Để anh gọi là lấy một cái băng đạn xịn, thiệt là xịn luôn. Ui, ra kìa, hả? Khô máu luôn. Đi. Ôi, ghê vậy. Nó kìa anh ơi. Nó kìa. Thấy chưa? Ok, chưa thấy. Để tính ra nó kìa, bắn vô cái đầu nó ghê luôn á. Thấy chưa? Đâu, đứa này vẫn chưa thấy luôn á. Không thấy, bắn ơi, anh chưa. Nè, anh thấy rồi, anh thấy rồi nè. Bắn vô cái đầu mày nè. Ôi, ổn với nó ta. Bắn vô cái đầu nè. Ô, không trúng đúng ơi. Hình như giờ phải chạy rồi, chạy rồi, lẹ đúng ơi. Chạy. Trúng ta. Ủa, nhớ bắn trúng rồi mà ta. Kỳ vậy ta. Ủa, nó mất máu kìa, ôi dính rồi kìa. Đúng rồi, mất máu rồi. Tại do viên đạn này nó chạy bay chậm á. Chết rồi. Do viên đạn này bay chậm á. Ê, nó đang tới chỗ mình kìa. Mày tới, dùng súng tường bắn luôn. Mày. Đã anh dùng súng ngắn bắn á. Trời ơi, chết rồi, đi mất tiêu luôn. Gây dí nó luôn anh. Mày, rồi nó sắp chết rồi, để anh bắn từ xe ra. Anh đứng từ xe ra, anh sẽ dùng nhắm. Rồi, chúng nhắm đi. Mày đừng gần chơi luôn. Ô, hết rồi. Anh dùng súng nhắm, anh bắn từ xe ra. Mày. Vô, chết luôn nè. Mày, chạy đâu, đứng lại, con kia. Ủa, cây này nó hết đạn rồi. Bây giờ nó hết đạn rồi, đổi cây khác đi. Chạy đâu con sâu. Nè, chạy đâu nè. Chạy vậy. Nhắm. Mày chạy nè, đâu. Bay. Ôi, nó đang tập thể dục kìa. Tập thể dục, chết mày rồi con. Còn mấy viên nữa, bắn canh vô đầu đó. Mình phải là người gọi là lấy được số tiền này bằng. Không, núp lại đây. Quên mất. Nãy giờ quên. Núp mày... lại đây. À, không cho lại. Không nhiều đạn của anh được. Không. Anh canh nè, anh đang canh nè. Mày. Núp sẽ đợi, kiếm sẽ đợi. Cái máu cuối cùng mình núp sẽ bắn. Bắn ngay. Mình núp không bắn đâu. Núp cho hết của núp anh á. Bắn ngay. Ok. Nè, núp gì nè. Đâu. Nhìn chưa? Nhanh. Ôi, cả bắn tiếp đi, nhường cho nước anh á. Bắn đi. Ê, cảm ơn nha. Anh giết được rồi. Nước mới là người giết được. Yeah, anh về anh nhận thưởng cây. Nước mới là người giết được. Không được. Giết nước luôn. Bây giờ, solo súng đúng không? Muốn solo súng, đúng rồi. Giỡn mà. Ôi, hết đạn rồi, chết tôi ơi. No. Còn đạn không ta? À. No. Chết đi. No. Hello. À. Ủa, mình đã hết đạn rồi, nó hết đạn rồi. Hết đạn rồi. À. Mày nè. Chị lừa tôi, cứu lừa. Ok, thì video của Núp Cây rồi. Mà các bạn nghĩ sao về video này thì các bạn đừng quên để lại cho Núp một nút thích nè, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Thì ok, và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới nha.